Chào tất cả quý vị và các bạn. Mộ đá Granite thì thời điểm này thì đá Minh Nghệ Anh Quân đang bán rất là chạy. Và gần như là bây giờ các bác ấy khi mà đặt những cái phần mộ cho người thân ấy, thì các bác ấy cũng hướng đến những cái mẫu mộ nó đơn giản, tức là theo cái mẫu vuông thẳng phẳng mài nhẵn như thế này. Thực ra là khi mà các bác làm những cái mẫu mộ như thế này ấy, thì nó có một cái điều hay là như thế này. Mỗi một lần chúng ta ra chúng ta vệ sinh thắp hương ấy, thì nó rất là nhàn. Chứ còn tránh cái trường hợp là chúng ta làm những cái loại đá chạm khắc hoa văn thì nó chỉ mang tính chất thời điểm thôi. Thì ở trong một cái công trình thì đôi khi chúng ta chỉ cần chạm khắc hoa văn ở những cái hạng mục chính, chẳng hạn như là lăng thờ, cổng, tường bao quanh, bình phong. Còn các phần mộ thì các bác nên hướng đến những cái mẫu mộ đơn giản. Và trong những cái mẫu mộ đơn giản thì mộ đá granite chính là cái sự lựa chọn tốt nhất, hoàn hảo nhất. Và như các bác đang nhìn thấy ở đây thì bọn em đang chuẩn bị chuyển những cái sản phẩm mộ đá này đi. Thì tất cả các cái sản phẩm mộ đá khi mà bên em chuyển đi ấy, thì đều được đai lại kín như thế này. Tại vì những cái sản phẩm mộ như thế này khi bọn em chế tác ấy, thì những cái cạnh này của nó này nó rất là đẹp. Thế nên là cái việc mà cẩn thận để cho nó đảm bảo cái sản phẩm nó không bị sứt mẻ ấy, thì là một trong những cái điều rất là quan trọng. Và một trong những yếu tố cơ bản để làm nên các cái sản phẩm mộ đá granite chất lượng cao, đó là cái yếu tố nguyên liệu. Nguyên liệu chất lượng cao thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm mộ đá tốt. Tại vì là cái mộ đá granite này ấy, nó có một cái hay, đó là cái độ cứng của nó rất là cao. Thế nên là khi chúng ta đánh bóng lên thì nó sẽ lên được cái độ bóng cao. Và hai nữa là những cái loại đá này thì nó sẽ hạn chế được cái việc là nứt vỡ theo thời gian. Thì tất cả những cái sản phẩm chuẩn bị chuyển đi công trình là đều khắc bia hết, sau đó là đai lại như thế này. Và hiện tại ở trong cái xưởng chế tác của đá Minh Nghệ Anh Quân thì đang có rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm lăng mộ đá khác nhau. Thì mỗi một loại nó có cái ưu điểm riêng và nó phù hợp với lại từng công trình. Thì như quý vị và các bạn đang nhìn thấy ở đây thì ở trong nhà em hiện tại đang có rất là nhiều những cái mẫu lăng thờ, các cái mẫu cuốn thư, các mẫu mộ đá với các chất liệu khác nhau và kiểu dáng khác nhau, kích thước khác nhau. Thì đến với đá Minh Nghệ Anh Quân thì các bác sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn để các bác có thể là lựa chọn cái sản phẩm nào nó phù hợp với lại cái khuôn viên, phù hợp với lại cái điều kiện của cái từng gia đình khác nhau. Và khi mà làm các cái sản phẩm mộ đá thì các bác cũng nên hướng đến những cái loại đá nó có cái chất lượng tốt, để nó đảm bảo rằng các cái công trình của mình, các cái phần mộ đó nó sẽ bền vững theo thời gian, tránh cái việc là bị nứt vỡ. Tại vì đối với lại những cái sản phẩm mộ đá như thế này, cái việc mà thay thế hay sửa chữa ấy, thì nó rất là phức tạp. Thế nên là khi các bác đi chọn những cái sản phẩm này thì các bác lưu ý chọn những cái sản phẩm nó chất lượng. Từ cái yếu tố nguyên liệu, nó phải là những cái nguyên liệu tốt, gia công chế tác cẩn thận. Đấy, thì mình làm sẽ yên tâm hơn. Chứ còn tránh cái trường hợp là mới làm được một thời gian mà cái sản phẩm nó đã bị nứt vỡ rồi thì lúc đó rất là khó để cái việc mà thay thế hay sửa chữa. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về các cái sản phẩm mộ đá thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại ở trên màn hình. Và các bác hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh của Mộ Đá Anh Quân. Thì khi các bác vào xem video ấy, các bác sẽ xem được rất là nhiều những cái mẫu, những cái sản phẩm lăng mộ đá đẹp. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.